Tiếp tục thông tin về diễn biến của dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh Tây Nguyên. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Kon Tum, tính cho đến hết ngày 22 tháng 8 thì đã có trên 2.000 người ở tỉnh Kon Tum bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết được dự báo còn diễn biến khá phức tạp, chính quyền và ngành y tế địa phương đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh. Theo đó, tỉnh Kon Tum tới nay đã có trên 2.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó trên 130 bệnh nhân hiện đang còn phải điều trị tại các cơ sở y tế và đã có 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh xảy ra tại 2/3 số xã phường trên địa bàn của tỉnh. Hiện tỉnh Kon Tum đang là địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực Tây Nguyên. Ngoài Kon Tum thì Gia Lai cũng đang là tỉnh có số người mắc sốt xuất huyết cao tại Tây Nguyên. Tới nay đã có gần 5.700 người mắc bệnh, một người đã tử vong. Như vậy, chỉ tính riêng tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đã lên tới gần 8.000 người. Đáng lưu ý, 8.000 cũng là số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tại 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông cách đây khoảng nửa tháng. Như vậy, tình hình sốt xuất huyết tại Tây Nguyên đang gia tăng với tốc độ rất nhanh, dù Bộ Y tế, ngành Y tế Dự phòng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống.